À, thì bạn Hồ Thanh gì đó có hỏi về cái LQR của bạn, tại sao mà bạn điều khiển LQR nó không ổn định tại cái điểm làm việc được. Thì ở đây bây giờ vậy nè, thầy thử rồi và thầy cũng bó tay luôn. Nói chung là bộ điều khiển LQR trong trường hợp này tín hiệu U bằng trừ KX, nó sẽ ổn định hệ thống tại điểm làm việc tĩnh. Điểm làm việc tĩnh mà phải là tiến về không, U tiến về không, hệ thống ổn định ở đó. Khi X tiến về không và U tiến về không luôn nha, tín hiệu điều khiển về không và cái biến trạng thái về không, thì cái giải thuật U bằng trừ KX của thầy mới áp dụng được cho những hệ như vậy, và hệ bồn nước thì không phải là hệ như vậy. Tại vì tại điểm làm việc là X nó không có về không và U nó cũng không có về không, cho nên hiện thời giải thuật của thầy là không áp dụng được. Ha? Cho nên thầy bó tay trường hợp của bạn Thanh. Ai làm LQR bồn nước á, thì coi chừng là làm sẽ không ra. Tuy nhiên nếu bạn nào mà nghĩ ra cách phá được cái thế này, có nghĩa là làm LQR bồn nước vẫn chạy được, đúng là QR luôn, thì thầy sẽ cho điểm cao ha. Rồi bạn Thanh thông cảm nha, nếu có thông tin nào mới thầy sẽ báo với bạn. Thầy thử nguyên sáng nay rồi không không có được, không xử lý được.